Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục du lịch cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chiêm ngưỡng đường hoa Địa Lan rực rỡ, cùng gói bánh chưng và đến với một show diễn văn hóa nghệ thuật đưa chúng ta về miền ký ức xưa là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Canh Tý 2020. Hàng năm, tại khu vực đường Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà Lạt, các chủ vườn địa lan cũng trưng bày những chậu hoa đẹp nhất. Ngoài việc bày bán, thì địa điểm này cũng góp phần tạo nên nét độc đáo hấp dẫn của Đà Lạt trong những ngày cận Tết. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các vườn hoa đang trưng bày tại con phố này đã bán được khoảng 50% sản lượng hoa trong vườn. Thậm chí có vườn đã bán được hơn 70% hoa. Công việc hiện giờ chủ yếu là đóng gói địa lan để mang đi khắp mọi miền trên cả nước. Nói chung là bình quân năm nay địa lan đẹp, nhất là hoàng hậu. Hoàng hậu thì là năm nay nói chung là vào Tết là khoảng 70-80%. Bông đẹp, chuẩn hàng Đà Lạt luôn. Nói chung là cũng tầm tạm hơn năm ngoái một tí. Giá cả thì nó cũng bình ổn, cũng như năm vừa rồi. Theo đánh giá, địa lan năm nay cũng có nhiều diện tích nở sớm, tuy nhiên không nhiều, do bà con nông dân đã rút được một số kinh nghiệm ở vụ hoa năm ngoái. Giá cả hoa cũng khá ổn định, dao động từ 100 đến 650.000 đồng một cành hoa, tùy vào chủng loại. Hiện vàng hoàng hậu vẫn là loại lan được khách hàng tìm mua nhiều nhất, với mức giá từ 600.000 đồng đến 700.000 đồng một cành. Tất cả các loại lan thì em thấy cái lan hoàng hậu á là cái nhất là nó đẹp, cái thứ hai là nó được người khách hàng á ưa chuộng nhất. Các loại địa lan Đà Lạt đều được nuôi cấy từ giống mới ngoại nhập, ra hoa rực rỡ, thời gian hoa nở khá lâu, có thể được 2 đến 3 tháng. Ngoài bán chậu trong dịp Tết thì nhiều vườn địa lan vẫn có hoa cắt cành bán quanh năm với giá khoảng từ 80 đến 150.000 đồng một cành. Thành phố Đà Lạt hiện có trên 100 nhà vườn trồng địa lan. Hầu hết các chủ nhà vườn là những người có thâm niên từ 20 đến 30 năm làm nghề. Trước đây, địa lan được mệnh danh là hoa của nhà giàu, bởi có những loại giá mỗi củ giống lên tới cả chỉ vàng. Khi địa phương phát triển ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhiều giống hoa được nhập khẩu về và ứng dụng công nghệ cấy mô để nhân giống. Do vậy, giá giống hoa giảm đáng kể, nên ngày càng nhiều gia đình có thể mua chậu hoa địa lan về chưng Tết. Mỗi khi Tết đến xuân về, người Việt dù có đi đâu ở đâu cũng không bao giờ thiếu chiếc bánh chưng xanh trong mâm cỗ Tết cổ truyền. Nhà nào cũng có dăm ba cặp bánh để cúng gia tiên. Có thể nói, bánh chưng trong tâm thức người Việt là truyền thống uống nước nhớ nguồn, là món ăn đặc trưng dân tộc, là cảm giác háo hức thời thơ bé, ngồi canh nồi bánh chưng ấm cúng. Hay đơn giản chỉ là bữa cơm gia đình sum họp ấm áp trong những ngày đầu năm mới. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày Tết đến xuân về thì gói bánh chưng là một trong những hoạt động rất quan trọng của rất nhiều gia đình. Tuy nhiên, đối với những gia đình ở thành phố và các bạn trẻ ở thành phố thì hầu như chúng ta không được thấy những cảnh như thế này vì hầu hết là chúng ta rất bận rộn và không có thời gian dành cho việc gói bánh chưng. Chính vì thế mà ngày hôm nay chúng tôi đã tái hiện lại khung cảnh gói bánh chưng và làm thế nào để tạo ra được những chiếc bánh chưng thật ngon và đẹp mắt. Và chúng ta đã chuẩn bị tất cả các nguyên liệu được xong xuôi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào việc gói bánh chưng nhé. Là một món ăn truyền thống của người Việt, bánh chưng dường như không thể thiếu trong bữa cơm ngày trọng đại, đặc biệt là ngày Tết. Bánh chưng được người Việt sáng tạo ra gắn liền với sự tích bánh chưng, bánh dày. Bánh chưng Tết đã xuất hiện ở mâm cỗ thờ từ rất lâu để thể hiện sự biết ơn trời đất đã cho mưa thuận, gió hòa, để mùa màng bội thu đem lại cuộc sống ấm no cho con người. Bên cạnh đó, chiếc bánh chưng xanh còn gợi cho ta nhớ về niềm mơ ước, an cư, lạc nghiệp của con người. Nhân nhụy vàng, thịt mỡ chín là màu mỡ của lúa chín đồng quê, của đời sống chăn nuôi, an vui xóm làng.
Em thấy các bạn trẻ ngày nay đa phần là sống nhanh và không có thời gian dành cho gia đình nhiều. Tết các bạn đa số đi du lịch, thì em muốn tổ chức một cái hoạt động này để thứ nhất là cho bản thân em, bởi vì em đã rất là muốn tổ chức cái này lâu lắm rồi, năm nay mới tổ chức được. Thứ hai là em muốn tạo một cái dịp để cho các bạn trẻ có thể nghỉ Tết và gói cái bánh chưng cổ truyền này để mọi người nhớ lại cái không khí Tết ngày xưa. Thông thường, các gia đình Việt có thói quen gói bánh vào ngày 27 và 28 âm lịch. Đây là khoảng thời gian kết thúc công việc sau cả một năm vất vả để chuẩn bị mọi thứ cho ngày Tết. Đây chính là dịp để ông bà, bố mẹ và con cháu sum vầy trước không khí rạo rực của mùa xuân. Đây mà lần đầu tiên gói thì em rất là nhớ gia đình của mình. Tại vì mình chưa từng trải qua cảm giác đó. Mình nghĩ đến những người trong gia đình nên mình cảm thấy những cái bánh chưng mình gói ra rất là ý nghĩa. Bánh chưng đã trở thành một nét văn hóa, một món ăn truyền thống ở Việt Nam. Nét độc đáo này đã có phần làm đẹp hình ảnh Việt trong mắt bạn bè quốc tế. Dù ai xa quê cũng mong được về nhà bên nồi bánh chưng mỗi dịp giao thừa đón năm mới. Quý vị và các bạn thân mến, với tâm niệm gìn giữ và phát huy nét văn hóa xưa Đà Lạt, giúp mọi người, đặc biệt là du khách, khi đến với thành phố Đà Lạt, có thể hiểu rõ hơn về văn hóa và con người Đà Lạt xưa. Một chương trình văn hóa nghệ thuật đã được diễn ra và nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Mời quý vị cùng đến với những hình ảnh ngay sau đây. Đà Lạt, ngày, tháng, năm. Đó là những dòng bắt đầu cho một sâu diễn văn hóa nghệ thuật sẽ được diễn ra hàng đêm tại Đà Lạt, ở một địa điểm quen mà lạ, trên đường Nguyễn Du, phường 9, thành phố Đà Lạt. Sâu diễn tái hiện lại những ký ức xưa về Đà Lạt, nơi người đã đến, đã đi và đã yêu thương Đà Lạt như quê hương thứ hai của mình. Đà Lạt, ngày, tháng, năm, với vở diễn đầu tiên mang tên Những mùa sương thương nhớ, được dàn dựng khá công phu. Đây là chương trình của những người trẻ muốn gìn giữ và lan tỏa nét văn hóa Đà Lạt xưa bằng lối kiến trúc rạp chiếu bóng hoài cổ, tái hiện đời sống của con người Đà Lạt qua âm nhạc, sự kiện, nhân vật và mô tả thời đại, với mong muốn phục dựng cảm xúc chân thật nhất. Đối với mình, Đà Lạt giống như một cô gái. Và cảm giác của mình, cái cô gái này là một cái cô gái rất là dễ thương, đáng yêu, rất là chất thơ. Nhưng mà cho tới thời điểm hiện tại thì cũng có rất là nhiều người yêu thương Đà Lạt nhưng theo một cách là sở hữu. Mình mong muốn là khi yêu Đà Lạt thì sẽ biết về Đà Lạt, sẽ hiểu về Đà Lạt. Và với cái tình yêu này cùng với rất là nhiều bạn trẻ tại Đà Lạt cũng như là Sài Thành, tất cả tụi mình mong muốn làm một cái điều gì đó để có thể mọi người có thể hiểu rõ hơn về cô gái Đà Lạt này. Đó chính là cái xuất phát điểm đầu tiên khi mình thay nghén cái show Đà Lạt ngày tháng 5. Và với cái show Đà Lạt ngày tháng 5 và với cái vở diễn đầu tiên được mang tên là Đà Lạt những mùa sương thương nhớ thì mình sử dụng chất liệu là bằng âm nhạc. Và sử dụng chất liệu bằng âm nhạc với những cái ca từ rất là thân quen và với những cái ca khúc mà thuộc về những cái tác giả cũng rất là thân quen nữa. Mình tái hiện lại những cái không gian, những cái không khí, những cái cảm xúc, những cái nhân vật thuộc về Đà Lạt. Và mình mong muốn khi mọi người tới đây không chỉ nghe nhạc mà mọi người sẽ còn theo một cách trực quan sẽ cảm nhận rõ nét hơn về cảm xúc. Mình muốn lôi cái không gian của Đà Lạt xưa cũ quay trở lại đây để những người dù là đã lớn tuổi nhưng mà yêu thích những dòng nhạc của bác Trịnh Công Sơn, của nhạc sĩ Lê Quyên Phương và của nhiều nhạc sĩ khác, hoặc giả là của những bạn trẻ thập niên 90, thập niên 2000 mà các bạn có được một cái thời cấp sách đến trường, thì các bạn khi các bạn lớn dần lên thì các bạn vẫn nhìn thấy được và các bạn có thể có một cái nơi để chứa cái ngăn kéo ký ức của mình. Từ những tình khúc bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn những câu chuyện tình lãng mạn của cặp danh ca Lê Uyên Phương
hay chỉ đơn giản là những câu chuyện tình đầy nhớ nhung, lãng mạn của lứa tuổi học trò, được dàn dựng hấp dẫn, cuốn hút người xem đi vào từng góc nhỏ của đời sống Đà Lạt xưa. Những quán cà phê xưa và những kỷ niệm xưa dường như tràn về cùng với diễn viên trên sân khấu và khán giả trong khán phòng. Bao giờ cái tuổi như chúng tôi cũng tìm cái cảm xúc, mà khi đã có cảm xúc trở về với cái thực tại thì nó vô cùng là thú vị. Cái này là cái mà chắc chắn tôi nghĩ rằng những người sống lâu ở Đà Lạt chắc chắn ai cũng muốn, chắc chắn ai cũng nghĩ và chắc chắn ai cũng muốn sống lại cái thời mình thơ ấu. Tôi rất mến mộ các em và tôi cũng không ngờ lại có một cái bữa mà cũng làm cho tôi sống lại và cảm xúc nó cũng dâng đầy. Và tôi nghĩ rằng tôi muốn đến nhiều lần nữa. Trước đây em cũng đã xem rất là nhiều cái show diễn rồi ở tất cả các phòng trà quanh Đà Lạt mình. Nhưng mà cái show diễn hôm nay nó rất là cảm xúc. Tại vì các anh chị diễn bằng cái tâm, bằng tất cả những gì mà anh chị nghĩ là sẽ tốt nhất để kể lại câu chuyện xưa của Đà Lạt. Đà Lạt vốn rất nổi tiếng với những phòng trà ca nhạc, những phòng trà hát nhạc xưa, nhạc trữ tình. Nhưng có lẽ chưa có nơi nào mang lại cảm xúc đặc biệt cho người nghe, người xem như Đà Lạt, ngày, tháng, năm. Bởi có thể là người đã từng trải qua những điều đã được tái hiện trong show diễn. Có thể là người trẻ chưa từng biết đến đời sống, phong cách thời trang trước đây. Nhưng chỉ cần bạn có lòng yêu Đà Lạt, yêu những câu chuyện, những ca khúc viết về Đà Lạt, thì đây sẽ là nơi dành cho bạn. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du lịch cuối tuần hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý khán giả vào khung giờ này tuần sau để cùng Hải Yến tiếp tục cập nhật những thông tin mới lạ, những hương vị ẩm thực hấp dẫn về du lịch Đà Lạt. Xin kính chào, tạm biệt.